Một lần nữa kính gửi lời chào thăm quý mến đến toàn thể quý cụ, quý ông bà, chị em. Đặc biệt là quý vị đang theo dõi và cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi qua trang mạng xã hội. Một vài điều để xin phép nhắc các ban ngành. Trước hết là cảm ơn Chúa cho các ban ngành đã bầu cử và sẽ bầu cử, sẽ tiếp tục bầu cử. Và có những cái công việc hành chánh chúng ta cũng cần phải nắm bắt cho nó rõ để hỗ trợ cho công việc của Hậu Thánh, chứ nếu không thì nó sẽ bị rối. Bên phụ nữ, ban chấp hành phụ nữ, ban thờ phượng, ban nam giới, vân vân. Thì trong tương lai nhà tôi trong năm tới, trước hết là cáo lỗi với Hậu Thánh năm ngoái, để có thể bà Thọ có thể dạy cái lớp bắp tem cho các cháu, nhưng vì công việc nó liên tục nó tới cho nên không sắp xếp được. Nhưng sau khi đi kỳ hội đồng về, quý vị nào có con em 12 tuổi trở lên, xin vui lòng hoặc là email cho một sự quản nhiệm cũng được để bà Thọ có thể bắt đầu dạy lớp bắp tem cho các cháu. Cho nên xin quý vị phụ huynh có con em 12 tuổi nhắn tin để rồi chúng tôi biết, để rồi bà Thọ có thể bắt đầu cái lớp đó. Cái thứ hai nữa là vấn đề ban phụ nữ, cho nên xin quý vị cũng nhắc để plan chương trình cho ban phụ nữ trong suốt năm, hay là ban nam giới cũng vậy. Cho nên là xin quý vị các ban viên xin vui lòng đừng tự ý mời diễn giả chi khi chưa có họp của ban phụ nữ hay là ban nam giới. Hai người có đủ cái thẩm quyền để mời diễn giả đó là bà cố vấn, bà Thọ hoặc là chị Nhã là trưởng ban. Cho nên các thành viên ở trong ban nam giới hay là ban phụ nữ, quý vị đừng mời diễn giả, như vậy nó sẽ bị conflict trong cái vấn đề leadership, trong vấn đề lãnh đạo. Xin nhắc để quý vị nhớ. Những cái vấn đề nào liên quan đặc biệt tới ban thờ phượng, anh Hoàng Ngọc Hiển là trưởng ban, thì chúng ta cùng nhau liên lạc với anh. Những quý vị mới vào thì chưa rõ, cho nên nhiều khi nó cũng không có cần phải nắm rõ, nắm bắt những cái điều đó, để cho nó công việc điều hành của Hậu Thánh nó rõ ràng và nó suôn sẻ. Như vậy thì tôi đỡ mệt. Thành ra xin nhắc vậy để quý vị giúp. Ngoài ra thì trong năm tới thì nhà tôi sẽ tìm cách để giúp đỡ, hỗ trợ cho Lành, vợ của Phúc, để có thể giúp cho nhà tôi lần hồi. Thì bên ban thiếu nhi sẽ lần hồi sẽ giao cho Lành luôn để đảm trách, và rồi mình lại chia ra những cái công việc khác. Như lần trước chúng ta học theo cái model của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu làm và các 12 sứ đồ họ quan sát, và Chúa Giêsu làm và các 12 sứ đồ họ cùng làm với Chúa. Và thứ ba, cái bước thứ ba đó là họ làm và Chúa Giêsu quan sát, và họ về họ báo cáo lại cho Chúa Giêsu. Chúng ta thấy đó là cái khuôn mẫu mà trong Kinh Thánh có nói tới, và chúng ta cũng học đòi cái điều đó. Cho phép chúng ta được cầu nguyện trước khi mình bước vào lời của Chúa. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, thì giờ này chúng con mở lời của Chúa ra, chúng con học, chúng con thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, sự hiểu biết của chúng con rất là nhỏ nhoi, chúng con cần ơn của Chúa để Chúa soi dẫn cho chúng con. Và Thánh Linh ơi, chúng con tùy thuộc vào Ngài để rồi Hồng Thánh của Chúa tại đây tiếp tục được phát triển, không phải bởi con người nhưng bởi sự dẫn dắt, sự cai trị và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chỉ là những công cụ trong bàn tay của ba ngôi Đức Chúa Trời mà thôi. Vậy nên xin Chúa thương xót Hậu Thánh chúng con, Hậu Thánh nhỏ bé, miền quê, mập mạc. Nhưng chúng con tin rằng khi Thần của Chúa ở với chúng con sẽ cùng nhau quyết tâm giảng Tin Lành cho nhiều người, để họ nghe về Chúa Giêsu, họ nghe được tình yêu của Chúa Giêsu, họ tiếp nhận Ngài để tội họ được tha và linh hồn họ được cứu. Nguyện Thánh Linh Ngài phán với lòng chúng con trong thời giờ này. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hậu Thánh, bài cái phân đoạn Kinh Thánh này trong Giô-suê đoạn 1, từ câu 1 đến câu số 9, đây là lần thứ 3 tôi giảng cho Hậu Thánh. Hậu Thánh chúng ta thành lập hai tuần nữa Hậu Thánh chúng ta sẽ 12 tuổi, và đây là lần thứ 3 tôi giảng lại cái phân đoạn này. Nhưng mà thưa Hậu Thánh, mỗi lần suy gẫm cái chủ đề có thể giống nhau, nhưng mà tôi thấy Chúa cảm động tôi trong cái sự học hỏi từ nơi Chúa. Tới tháng 2 sắp đây nữa là chúng tôi đúng 30 năm hầu việc Chúa. Được Canadian Central District License từ ngày 10 tây tháng 2 năm 92. Tháng 2 tới đây là kỷ niệm đúng 30 năm. Mà mỗi lần suy gẫm chỗ này tôi thấy được sự dạy dỗ khác nhau. Đó là sự mầu nhiệm của Kinh Thánh. Ba điều chúng ta suy nghĩ hôm nay trong phân đoạn này. Thứ nhất là lời hứa của Chúa. Thứ hai là con người được Chúa sử dụng. Và thứ ba là sự quyết tâm hay là sự vững tâm. Lời hứa của Chúa, con người được Chúa sử dụng,
và quyết tâm hay là vững tâm. Trong phân đoạn này chúng ta thấy Kinh Thánh nói như thế này: sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-se con trai của Nun tôi tớ Môi-se rằng: Môi-se tôi tớ ta đã chết. Chữ của Kinh Thánh: Môi-se tôi tớ ta đã chết. Kinh Thánh nói rằng Môi-se đã qua đời. Rồi Kinh Thánh lại nói tiếp là Môi-se tôi tớ, Chúa nói rằng tôi tớ cha ta đã chết. Điều đầu tiên chúng ta nói với nhau rằng công việc của Đức Chúa Trời. You know what? I want you to hear me out this one. Tôi xin Hội Thánh cùng hòa lòng với tôi nghe điều này, đã là điều mà Kinh Thánh dạy và Chúa phán với tôi. Please listen to me out. Kinh Thánh nói rằng tôi tớ ta đã chết. Phần đầu của câu 1 đó là Môi-se đã qua đời. Đây là điều tôi học được từ nơi Chúa. The plan of God, it doesn't depend on one person. Chương trình của Đức Chúa Trời không phải chỉ hoàn toàn tùy thuộc vào một mình Môi-se. Môi-se chết, nhưng mà chương trình của Đức Chúa Trời vẫn còn. Lắm khi chúng ta tùy thuộc vào ông quản nhiệm, hay là tùy thuộc vào một con người, hay tùy thuộc vào một hội trưởng hay một giáo hoạt trưởng là chúng ta chết. The plan of God continuing. Chương trình của Chúa vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục phát triển, không tùy thuộc vào từng một con người. Bây giờ con người nếu mà tùy thuộc vào cái con người đó chết rồi, bây giờ làm sao? Cả cái chương trình của Chúa bị khựng lại sao? God doesn't have that kind of plan. Chương trình của Chúa không tùy thuộc vào từng cá nhân của con người. He plan out, he bless it, and he continue to bless it. Đó là chương trình của Chúa. Và chúng ta phải học với nhau, và tôi phải học với quý vị, và quý vị học với tôi. Tôi tin rằng Chúa có chương trình cho Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc của chúng ta. Ngày xưa mình nói rằng chúng ta đừng quên, chúng ta phải nói tới, và mình nói có đầu có đuôi. Chúng tôi đi 4 hội thánh để candidate năm 2010 đó. Không được cảm động. Và trong thời điểm đó Chúa dùng đầy tớ của Chúa, mục sư Nguyễn Văn Nghi, gom bó anh em lại 5-7 gia đình gì đó. Ông Tịnh, ông Ngọc nè, ông Hùng Cao nè, Hồng Liên nè, Hồng Lan nè, mà Phú hả, Phú Mai Phú nè, ai nữa, Thuận nữa, Thuận Lan, chị Thuận Lan nữa, mấy gia đình nữa, gom lại bắt đầu buổi học Kinh Thánh. Và chúng tôi đi candidate 4 hội thánh, 4 tiểu bang khác nhau, mà mình không được cảm động. Chúng ta muốn nói điều đó để chúng ta nhớ lại cái chương trình của Chúa cho Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc. Rồi tôi về tôi nói ông mục sư Nghi, ông gọi sao rồi mà mục sư đi candidate 4 hội thánh rồi tình hình sao? Tôi tới nhà ông cụ bà mục sư Tại đó, nói vậy tụi con đi mà không thấy được cảm động mục sư rồi. Ông nói thôi nếu mà Chúa không cảm động thôi mình ở đây mình hầu việc Chúa, mình mở hội thánh. Điều tôi muốn nói tới là Chúa có cái chương trình cho Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc. Và phải nói rằng ngay cái thời điểm những gia đình đó mà tôi vừa mới nói học Kinh Thánh tổ với ông cụ mục sư Nguyễn Văn Nghi của chúng ta. Và rồi đó bây giờ anh em mới ngồi lại nói thôi mục sư bây giờ mình ra mở Hội Thánh và mình đi với nhau. Và đúng ra cái buổi đầu tiên mà mình họp đó là cái lobby ở ngay chỗ đường 290 với lại 290 đó. 290 với 26 đó. Tôi nhớ không lầm là ăn cái bữa đó là có tôi, anh Thuận, anh Hùng với ông Tịnh. Cái buổi thứ hai đó nữa là ăn cái bữa phở đó là ngay Phở Danh, là có đầy đủ. Là lúc đó mới nói thôi bây giờ quý vị có mặt đây với mục sư làm quý vị là ban chấp hành lâm thời. Lúc đó bắt đầu thành lập Hội Thánh. Và sau đó nữa là tôi với ông Tịnh với anh Hùng bắt đầu, Hùng Cao đó bắt đầu tìm cơ sở. Tôi muốn nhắc lại những điều đó để cho chúng ta thấy rằng chương trình của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục dẫn tới dài như thế này. Nhưng mà Chúa sao không tùy thuộc vào mình mục sư Nghi,
hay là tùy thuộc vào mục sư Thọ, nhưng mà rồi những ngày tháng đó Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho hội thánh Tin Lành tại Bắc. Chương trình của Chúa không tùy thuộc vào con người. Ngài có chương trình cho hội thánh và Chúa sẽ tiếp tục chúc phước lành cho hội thánh của Chúa. Bây giờ nói mình tùy thuộc vào Môi-se đó, thì Chúa tùy thuộc vào Môi-se cái thì thôi rồi, bây giờ Môi-se chết rồi. Rồi thôi. Khỏi dẫn dân sự vào miền đất hứa luôn. Không có. Chúa đã hứa ngày giải phóng dân sự của Chúa. Chúa đã hứa rằng Chúa dẫn dân sự của Chúa vào miền đất hứa. Và xin nhắc lại, điều Chúa đã hứa nó không tùy thuộc vào con người hay là một người, mà tùy thuộc vào đường lối của Ngài. Ai cũng phải chết phải không? Ai cũng phải chết. Cho nên Chúa không tùy thuộc vào con người. Là người hầu việc Chúa, Chúa sẽ cho cái chương trình. Có khi thì ở hội thánh này một thời gian, có khi thì Chúa dùng để thuyên chuyển những nơi khác. Đó là người trăng bày, đó là mục sư. Nhưng mà thưa với hội thánh, hồi nãy có nói quý vị, quý vị đồng cảm với tôi, để chương trình của Chúa không tùy thuộc vào một hai người. Nên ngày xưa về Chúa ở hội thánh mình là Chúa dùng một sư nghi của mình là có buổi nhóm đầu tiên, bây giờ Chúa dùng một sư, Chúa sẽ có chương trình khác cho hội thánh nữa. Mình đừng sợ, mình đừng ngại. Chỉ con dân của Chúa tại hội thánh Tây Bắc phải vững lòng làm một mà thôi, làm một mà thôi. Người ta có thể tát tôi nhưng mà người ta không thể lấy được danh dự tôi. Người ta có thể chà đạp tôi nhưng mà người ta không thể lấy được cái tư cách của tôi, cướp được cái tư cách của tôi. Cảm ơn anh. Người ta có thể lấy được nhiều thứ khác về vật chất của tôi, nhưng mà người ta sẽ không lấy được lòng yêu mến Chúa của chúng ta đối với Chúa và với hội thánh. Và mình phải khẳng khái với nhau như vậy, mình phải xác định với nhau như vậy. Và xin Chúa làm ơn trên con dân Chúa. Tuần trước chúng ta nói Chúa sẽ mở cho một con đường mới, một hướng đi mới, một con đường mới. Quý vị nhớ câu chuyện trong Nehemi không? Nehemi, trong suốt quá trình mà chúng ta xây dựng cái cơ sở này, chúng ta học với nhau rất nhiều, rất kỹ về Nehemi. Và tôi nhắc lại cho quý vị, chúng ta cùng nhau nhắc nhau. Cái đền thờ của Chúa đó mà trong thấy luôn, ông Tobia đó là cũng người, vợ con, gia đình ở ăn ở hết luôn ở trong đền thờ, đủ mọi thứ tèm nhem hết trơn. Và Chúa dùng ông Nehemi tới, sao kỳ cục vậy? Và chúng ta thấy Chúa đã dùng Nehemi đã cải tổ lại cái đền thờ của Chúa. Kinh Thánh nói rất rõ trong Nehemi, quý vị đọc lại đó. Tobia, nào vợ, nào con, nào dâu, nào đến tùm lum trong đó hết trơn. Mà đầu của đoạn 1 Nehemi gì? Cái cổng vách thành ở nhà thờ bị cháy. Dân sự Chúa tan lạc hết trơn luôn mà. Cái ông đó giữ chức cao nằm trong nhà thờ đó, ông ăn ở đủ thứ trong này hết, mà cái vách thành người kia không sai, tường đổ người kia cũng không sai. Chúng ta thấy Chúa dùng Nehemi, ông cải tổ lại, ông thay đổi lại, ông chấn chỉnh lại. Phải có một thời điểm, mà cái thời điểm đó trong ý của Chúa, trong chương trình của Chúa. Trở lại phân đoạn này, chương trình của Chúa không tùy thuộc vào Môi-se. Phải Chúa dùng Môi-se, nhưng mà thôi Môi-se, bây giờ Môi-se chết thì thôi, là khỏi xong luôn, không có. Mà Chúa dùng người khác, Chúa dùng người tiếp theo. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng Môi-se tôi tớ ta đã chết. Chúa nói gì? Bây giờ ngươi, Chúa kêu đích danh, bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel.
Chúa gọi đích danh ông, Chúa gọi đích danh của Giô-suê đó. Bây giờ ta muốn con, ta muốn ngươi, nhưng mà không phải mình ngươi mà ngươi và cả dân sự này đi qua sông Giô-đanh. Như vậy có nghĩa là cái chương trình của Chúa vẫn tiếp tục, phải không quý vị? Chúa sẽ chọn một cái người để tiếp nối công việc của nhà Chúa. Chúa sẽ chọn, Chúa sẽ làm điều đó để tiếp nối lo công việc nhà của Chúa. Bây giờ ngươi và cả dân sự đứng dậy đi không? Đặng vào sứ mà ta đã ban cho ngươi. Bây giờ Chúa hứa, Chúa hứa và Chúa sẽ làm thành cái điều đó. À, hôm tuần vừa rồi đọc ở trong Sáng Thế Ký, anh em xin lỗi Hội Thánh không người không khỏe cho nên cứ ngứa cổ muốn ho cho nên quý vị thông cảm. Từ thời Abraham, Chúa đã tiên đoán trước, Chúa đã nói trước là dân sự của Chúa sẽ làm nô lệ 400 năm. Và đúng như vậy á. Họ bị làm nô lệ trong Ai Cập, trong sông xứ Ai Cập 430 năm. Và tới thời điểm Chúa sẽ giải cứu. Và bây giờ Chúa đã dùng Môi-se để giải cứu, nhưng mà nó chưa hoàn tất cái chương trình đó. Và ai không già, ai không chết, ai không bệnh tật. Nhưng mà Chúa có cái chương trình. Tôi gẫm tới cái điều đó và suy nghĩ về Hội Thánh và cho tôi. Tôi nghĩ cho tôi. Tôi nghĩ cho tôi và tôi nghĩ cho Hội Thánh. Nếu mà một người chăn thuê á, người chăn thuê đó thì thôi mình chăn chiên cho nó lớn rồi mình hớt lông. Tại mình đổ công sức ra đó mà. Nhưng mà cái bài học của Giô-suê cho chúng ta thấy một bài học, đó là người hầu việc Chúa cần phải ý thức được rằng đó phải là chương trình của Chúa và mình phải đi theo. Mới ngậm viên kẹo, cảm ơn chị Bình. Nhớ phải nói, quý vị thấy, tôi thấy quý vị như hơi căng thẳng, tôi cũng căng thẳng thì phải. Mỗi lần ông mục sư lên giảng, ông mục sư có cái đặc hay giảng lâu, cho nên là bà mục sư đưa lên cái, nói ổng mà anh lên trước anh lên, anh ngậm cục kẹo anh giảng, mà cục kẹo nó tan ra đó thì là bài giảng anh chấm dứt là vừa. Mà cái bữa đó bà đi, bà không biết, bà ngủ bà sớm sát sao bà không bỏ cục kẹo mà bỏ nhầm cái cục nút áo. Ông mục sư ông quên, ông cũng lại, ông đâu biết, ông cũng tên Ninh, ông bỏ vô ông ngậm. Ông giảng tiếng rưỡi đồng hồ rồi, tín đồ ngủ hết trơn rồi mà viên kẹo nó vẫn chưa tan. Ông mở ra nguyên cục nút áo. Thôi mình nhẹ nhàng này ha. Tôi suy nghĩ đến Hội Thánh. Thật. Và suy nghĩ đến tiền đồ của Hội Thánh chúng ta. Chúng ta không thể nào đếm hết được công sức của từng con dân Chúa đổ. Đổ vô cơ sở này. Xin lỗi một cái rất là đơn giản nhỏ nhất thôi. Chị Dung cho phép tôi nói nha. Nó đơn sơ lắm. Nhưng mà đối với tôi đó là cái lòng và cái tình. Mỗi lần mà hội thánh ăn súp, ăn phở, nấu cái món nước gì, đem vô hàng túi túi xương to như thế này, nấu một cái nồi nước súp, nồi nước phở nó ngọt liệm như thế này, đâu có ai thấy phải không? Nhưng mà trong cái nước súp đó, trong tô phở đó, nó chứa đựng cái tình cảnh của chị, cái xin lỗi, cái tâm tình, cái tình của anh chị Dung Hà đối với Hậu Thánh. Mặc dù nó mộc mạc lắm, nó đơn sơ lắm, nhưng mà một bát phở đó, một bát súp đó, tôi húp vào tôi thấy nó đậm, nó ngọt ngào cái tình của con dân Chúa đóng góp. Dù rằng rất nhỏ. Từng con dân Chúa sẵn lòng đóng góp vào để nó tạo nên một cơ đồ
nó tạo sẽ tiếp tục thành những tiền đồ cho con em mình đã bước theo. Và chúng ta đã đóng góp không ngừng nghỉ trong những năm tháng qua. Những ngày tháng sắp tới 2023 của Hội Thánh Tây Bắc như thế nào chúng ta không rõ. Tôi nói nghĩa bóng. Họ sẽ đối xử với Hội Thánh Tây Bắc cho chúng ta như thế nào chúng ta không rõ. Họ sẽ đối xử với một sự quản nhiệm của quý vị như thế nào chúng ta không rõ. Mà thật sự chúng ta không rõ thật. Nhưng chúng ta chỉ biết rõ một điều thôi, và chúng ta cần biết rõ một điều thôi. Hai điều. Hai điều đó là Chúa vẫn yêu hội thánh của mình. Điều thứ hai, chúng ta biết rõ rằng mục sư vẫn yêu thương hội thánh và hội thánh yêu thương mục sư. Chúng ta biết rõ hai điều đó. Amen. Tôi nghĩ dại dột. Cả một cái cơ ngơi này, và Chúa đã biểu ông Giô-suê tiếp tục làm cái công việc đó. Và tôi nghĩ dại dột rằng một thế lực nào đó vào một sáng Chủ nhật, đang khi ông mục sư của quý vị đang giảng và nói rằng ông không còn được ở đây nữa. Then what we do? Như vậy thì chúng ta phải làm gì? Then what we do? Mục sư ơi, then what we do? Tôi thành thật nói với người rằng tôi không có câu trả lời. Nhưng tôi có một câu trả lời cho tôi, đó là tôi biết rằng Chúa vẫn yêu tôi. Và Chúa vẫn muốn tôi tiếp tục hầu việc Chúa. Nhưng mà nhiều khi trong tổ chức họ không cho phép, họ không muốn. Nên ai đông nọ. Tôi nghĩ rằng câu trả lời đó là tùy thuộc vào quý vị. Chúng ta trở lại với lời Chúa. Ở đây chúng ta thấy lời hứa của Chúa. Chúa có trách nhiệm, Chúa hoàn thành cái trách nhiệm của Chúa với dân sự của Ngài. Và bây giờ đầy tớ Chúa, đầy tớ ta đã chết rồi, bây giờ ngưng không, còn đứng lên tiếp tục ạ. Tiếp tục làm gì? Dẫn dân sự này đi qua sông Giô-đanh. Và Chúa hứa thêm câu số 3: phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến. Quý vị có thấy cái chữ đó không? Chúa không nói chỉ nói riêng cho Giô-suê là người lãnh đạo. Phàm nơi nào bàn chân của con hay của Giô-suê đạp đến thì là đất ban cho con, không phải. Chúa nói phàm nơi nào bàn chân của các ngươi đạp đến, tức là của Giô-suê và của dân sự. ...2023 một cánh cửa thời gian đã mở ra cho chúng ta. Chúa còn triển hạn để cho chúng ta sống năm 2023. Và chúng ta có trách nhiệm, chúng ta cần phải cùng nhau, tôi con Chúa, đạp bàn chân mình xuống nơi đó, cái lãnh vực đó, cái lãnh thổ đó sẽ thuộc về mình. Mình nghĩ đen lẫn nghĩ bóng. Và cảm ơn Chúa, cái hôm thứ tư vừa rồi thật sự tôi cũng rất là ngạc nhiên, và cũng không biết được là chị Dung là thân hữu nữa, chỉ chắc là tưởng là bà con bên Bắc Mạnh. Nhưng mà sau phần chia sẻ cô Thảo nói không có chị Dung nữa. Làm chứng và cảm ơn Chúa. Và chị bằng lòng tiếp nhận Chúa. Đó là chúng ta đang nới rộng vương quốc của Chúa đó. Thêm một linh hồn nữa nhận biết Chúa, trở lại với Ngài. Và câu số 4 chúng ta thấy Chúa nói là cái địa phận ngươi sẽ mở rộng, nó lán xuống Liban, đến sông cái Euphrat, tràn xuống dân Hê-tít.
chúng ta thấy Chúa làm thành cái lời hứa của Chúa. Điều thứ hai là chương trình của Chúa nó không tùy thuộc vào một người, một cá nhân. Người này chết, Chúa sẽ dùng người này. Người này còn, Chúa dùng. Không còn, Chúa sẽ dùng người khác. Chỉ là chúng ta có nhìn thấy được đường lối của Chúa không? Nhìn thấy được đường lối của Chúa không? Mình qua phần thứ hai đó là bây giờ nói về con người. Con người. Tôi nghĩ Môi-se cũng sợ lắm. Bởi vì một thanh niên phụ tá cho Môi-se 40 năm trong đồng vắng. Môi-se thì được trang bị tại trường học tự giám hay là quốc tự giám của người Ai Cập. Cho nên ông giỏi lắm về nhiều mặt, về kiến thức, về lãnh đạo, về đủ mọi thứ. Môi-se giỏi lắm. Giô-suê chỉ là một người phụ tá thôi. Và bây giờ ông phải thế vào cái chỗ đó để lãnh đạo 2 triệu người để tiến vào miền đất hứa. Sợ lắm. Có quý vị hỏi một sư dựa vào đâu mình nói là 2 triệu. Trong dân số ký nói rằng những người nam của dân Israel mà có thể cầm mạnh dạng mà cầm gươm được đó là 600 ngàn người. 600 ngàn người mà người nam, rồi có thêm người vợ rồi 2 đứa con nữa, thì mình thánh nhân lên mình thấy là hơn 2 triệu rồi. Hơn 2 triệu. Và bây giờ Giô-suê phải lãnh đạo. Ông sợ lắm. Chúa nói, Chúa khích lệ ông: hãy vững lòng bền chí. Thưa Hội Thánh, Lưu Đức Thọ cũng là con người. Cũng có buồn vui. Cũng có tâm trạng. Cũng có suy nghĩ, cũng có nhu cầu. Sợ chứ. Giô-suê mất rồi, ông tài ba, ông giỏi. Bây giờ mình với phụ tá thôi, bây giờ mình phải... Ông rối, ông sợ chứ. Cho nên Chúa mới nói hãy vững lòng bền chí. Tôi suy nghĩ đến mình. Mình còn nhiều điều yếu kém, còn nhiều thiếu sót. Nhưng có một điều mình không thiếu, đó là lòng yêu Chúa và yêu anh em. Chúa, tôi nói vui vui, Chúa vỗ vai Giô-suê: hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí. Your mind and your soul be strong and firm. Người ta hầu, người ta ngâm, người ta đe. Lắm khi người ta cũng nói làm chập thì cũng giống như con kiến nó kiện củ khoai đó. Chúa nói hãy vững lòng bền chí. Chỉ hãy vững lòng bền chí, cứ lặp đi lặp lại cụm từ đó. Xác định lại câu số 7: chỉ hãy vững lòng bền chí mà cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả,
hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Tại sao nói xoay qua bên hữu bên tả? Lý do là trong thời điểm đó tà thần khắp nơi, quay qua bên này thấy thần Moloch, quay qua bên này thấy thần Ba Anh, quay qua bên kia thấy thần Ác Tặc Tê. Chúa nói không, đừng quay qua bên hữu, đừng quay bên xoay qua bên tả, cứ ngắm Chúa để mà đi cái thôi. Và tôi nghĩ rằng năm mới, và tôi muốn rằng con dân Chúa năm mới cũng giống vậy. Tôi con Chúa, chúng ta hồi Thánh Tây Bắc chỉ ngắm Chúa mà mình đi thôi. Con người có thể thay đổi, tổ chức có thể thay đổi, nhưng mà Chúa không hề thay đổi. Quý vị có amen được cái đó không? Chúa không thay đổi. Thưa hội thánh, chúng ta đừng đi với con người nữa. Cái tổ chức nó cũng phải có rõ ràng, nó minh bạch làm sao, nó rõ ràng sao. Tôi thấy mình nghĩ nhiều khi mình ở xứ Mỹ, mình thấy nó cũng có văn minh, nó có văn minh thiệt. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta thấy nó kêu là gì? Họ lừa mà có giấy phép á, họ được lừa mà cấp có license á. Tôi nói vui vui, ví dụ quý vị thấy cái credit card đó phải không? Chù cha, nó hàng cái chữ hàng kêu là fine print á, hàng chữ nhỏ xíu, đốt cái lúp lên đọc cũng không nổi nữa đó. Mà mình chặt một cái nhảy tiền lời tới 20 mấy chấm liền như chơi. Thưa hội thánh, phân đoạn hôm nay của Giô-suê đoạn 1, chúng ta nói với nhau về lời hứa của Chúa. Lời hứa của Chúa cho Môi-se, cho dân sự. Lời hứa của Chúa cho hội thánh Tin Lành Tây Bắc. Và thứ hai đó là con người Chúa chọn. Hôm nay Chúa có thể chọn ông mục sư trong 10 năm qua, 12 năm qua. Sau cái Tết này chuyện gì xảy ra nữa thì mình không biết. Có thể người khác chăng? Nhưng mà hội thánh phải nhìn thấy đó là phải là con người được Chúa chọn. Để có thể chăn dắt bài chiên của Chúa. Tôi nghĩ một cái yếu tố, hai yếu tố, hẳn nhiên khi để mình làm một sự quản nhiệm, nó có đòi hỏi nhiều yếu tố. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có hai yếu tố nổi bật cần phải có. Đó là cần phải yêu Chúa và yêu chiên trước cái đã. Chiên thì không yêu mà cứ đòi cắt lông chiên thôi. Không được. Chúng ta đang nói phần thứ hai là cái con người Chúa chọn là Giô-suê. Ông sợ hãi, ông lo lắng, ông bối rối. Nhưng Chúa nói hẳn vững lòng bền chí. Vững lòng bền chí. Bởi vì Chúa đi với ông. Đọc lại câu số 8 và số 9. Có một dịp khác chúng ta sẽ chỉ học một câu số 8 mà thôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta học cái ý về việc Chúa chọn Giô-suê trong vấn đề lãnh đạo. Chúng ta sẽ lướt qua câu số 8 mà chúng ta nói cái ý cuối cùng. Câu số 8 và số 9. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Đây là quyển sách luật pháp. Đây là Kinh Thánh, đây là lời Chúa. Lần trước có nói với quý vị ở trong Philip, trong Philip có nói điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi có tiếng tốt thì anh em phải làm theo, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy họ không. Kinh Thánh nói quyển sách luật pháp mình chớ xa miệng ngươi, mình phải suy gẫm ngày đêm rồi làm theo.
nói tới đây cảm ơn Chúa. Quý ông bà anh chị ở trong ban tỉnh nguyện, những quý vị cao niên ở trong hội thánh đều đặn mỗi buổi sáng vào cái Skype, cái Zoom, cái Skype đọc kinh thánh với nhau, chia sẻ với nhau những câu kinh thánh mình yêu thích và cầu nguyện cho hội thánh. Và suốt một năm qua chúng ta đã đọc xong một quyển trọn bộ kinh thánh từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền. Rất cảm ơn Chúa và cảm ơn quý vị cao niên đã làm điều đó. Chúa tiếp tục, chúng ta xin Chúa cho chúng ta tiếp tục. Mình làm, mình suy gẫm ngày và đêm vân vân. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Câu số 9 là phần kết luận. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Thưa hội thánh, tôi nói với Chúa rằng lại Chúa, chúng ta có thể không đi với con người, chúng ta có thể không đi với tổ chức, nhưng có một điều mà chúng ta cũng cần phải đi, đó là chúng ta đi với Chúa và lời của Ngài. Đi với Chúa và lời của Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Sáng hôm nay nói chuyện với ông chú vợ của chú tôi, chú Khiêm, thì cô Nga tôi nói để con cháu giới thiệu cho chú cái gì, về lại Bãi Cháy tìm cái nhà thờ Tin Lành nào đó để tham dự, để sinh hoạt. Rồi sáng hôm nay tôi để ý, tôi thấy dì vợ của tôi, dì Nga, nếu mà còn ở lại Canada, ở Mỹ thì chắc làm trong ban tiếp tân được đó. Rất là hoạt bát, rất là tất ai cũng nói chuyện được hết. Nằm trong ban tiếp tân được, thăm chứng đạo cũng được. Dù rằng mình ở tại Mỹ, ở Canada hay ở về Việt Nam, Kinh Thánh là gì? Về Đức Giê-hô-va, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ở tại Mỹ, ở tại Việt Nam, ở tại Canada, Chúa phải ở với chúng ta. Thưa hội thánh, trong năm mới, tuần trước chúng ta nói một hướng đi mới. Tuần này chúng ta nói về Giô-suê, một con người được Chúa chọn. Và chúng ta muốn đẩy mạnh, chúng ta muốn nói rằng chương trình của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào một con người như Mô-xe vậy. Ủa, ông chết rồi thôi hết luôn cái chương trình của Chúa. Không. Chúa sẽ tiếp tục chọn. Chúa sẽ tiếp tục chọn. Chúa sẽ tiếp tục chọn và Chúa sẽ tiếp tục chọn để rồi chương trình của Chúa, Ngài sẽ ban phước trên công việc của Ngài. Trong đó có hội thánh Tin Lành Tây Bắc nhỏ bé của chúng ta. Duy chỉ có một điều như phần cuối câu số 9 nói. Chúa hay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời phải đi với chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa.